Rồi, anh chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi loa Classic Pro. Đôi loa quen thuộc ở chỗ em quý vị, đôi loa thì em bán một năm rất là nhiều quý vị. Thì hôm trước về cũng 4 năm đôi mà hết rồi đó quý vị, còn một đôi duy nhất luôn. Đôi loa đẹp, rất đẹp quý vị, còn một đôi duy nhất. Bass 30 công suất là 600W mỗi loa quý vị. Bass 30 công suất 600W mỗi loa. Đang đánh với con đẩy Classic Pro V4000 luôn ha. Con đẩy này thì nó có thể kéo được hai đôi 30 như thế này. Hai đôi 30 như thế này thì quá nhẹ so với con này luôn quý vị. Nó phải là hai đôi 40 ha. Con V4000 này thì công suất rất khỏe. Nó tới 48.800 quý vị, công suất tiêu thụ 48. Thì đô la này mỗi loa là công suất là 600W, 8 ohm nha. Thì về hình thức thì đô la này còn khá đẹp quý vị. Trước em về cũng còn một đôi này nữa là hết luôn quý vị, bass 30 là hết luôn, bass 40 giờ cũng hết luôn quý vị, 40 giờ hết luôn. Nói chung là mấy cái này em về là bao nhiêu là hết bấy nhiêu quý vị ha. Dòng loa này tại vì cái chất âm của nó quý vị, thật sự thì nó hát nó rất là hay. Thậm chí nếu mà anh em mà có nhiều anh em đánh giá nó còn hay hơn cả JBL, mà cái cùng tầm của nó như đôi 112 bass 30 á. Nếu mà đôi đó là bass 30 là đánh thua đôi này luôn quý vị ha, đánh thua tức đường luôn, thua về mọi mặt luôn ha. Chỉ có được cái phần tiếng ca, phần tiếng ca thôi, phần bass, phần tép thì là nó cũng, anh em nói chép JB là hay, nhưng mà khi anh em nghe cái chép này đi rồi anh em sẽ đánh giá được ha. Độ nhuyễn nó có độ nhuyễn luôn quý vị, độ thổi độ bay nó có độ thổi độ bay luôn nha. Đôi chép kia thì nó sử dụng 2412, cái chép nó con nó khoảng như 26cm, 26mm. Còn cái này là con, nó là 45mm nha. Con nó là con dây dẹt, dây nhôm luôn. Đấy. Cái chép kia quý vị hát quá thì nó sẽ cháy, còn chép này nó rất trâu. Đấy. Phần bass cũng vậy, cái cũ kia thì con nó khoảng 50, cho khoảng 49 thôi quý vị, mà con này nó khoảng 65. Đánh lực hơn, sâu hơn, tiếng hay ha. Thì có một số anh em sử dụng, sau khi sử dụng JBL xong chuyển qua sử dụng thêm cái dòng này thì đánh giá là rất là tích cực quý vị, nói chung là với mức giá rất là hợp lý luôn nha. Còn cái này thì bên em chung là bán suốt năm luôn quý vị, lúc nào nói chung là nhập về có nhiêu nhập về hết chung luôn. Và đợt này thì còn có một đôi này thôi là hết luôn nha, đợt này nó bị đứt hàng, nó bị hết quý vị. Đấy. Thì giá hàng những đôi Classic Pro này thường là nó về công Mỹ hết nha, nó về chung với đôi mấy đôi JBL luôn vậy, là nó về công Mỹ hết á. Mặc dù là hàng này là nó sản xuất ở Nhật ha, rồi nó xuất khẩu đi, xuất sang Mỹ. Đấy, thì nó về công Mỹ. Đấy, đôi này là về công Mỹ hết, mua là mua về công Mỹ hết. Ngay cả cái tiếng nó đánh lúc quý vị thấy mức volume nhỏ nè, nó đánh tiếng rất là hay luôn. Tiếng rất là tuyệt vời nha. Công suất là 600W, 8 ohm, Classic Pro. Thì đây nha. Dòng này thì hát karaoke bày đẹp luôn nha quý vị. Dòng này thì bên nước ngoài nó sử dụng sân khấu rất là nhiều quý vị, sử dụng làm monitor, làm full luôn, nói chung là nhiều chức năng hơn. Còn JBL quý vị nói chung là chỉ hát nhỏ thôi ha, trong gia đình mọi quý vị mở hơi to tí xíu là nó hát lâu ngày nó cũng không bền bằng những cái đôi Classic Pro này. Đấy, những đôi này thì em khẳng định quý vị bao hàng ha, bao hành quý vị năm luôn. Đấy, trước giờ hát là rất bán rất nhiều nhưng mà chưa có trường hợp nào mà đứt chép cháy gì hết trơn quý vị, rất là bền, rất là trâu. Đấy, còn những đôi JBL 112, 115 hay những đôi thậm chí 125, những đôi bass 40, 40 đôi luôn thì nó hay xảy ra cháy chép quý vị, hát nó hơi quá là nó sẽ cháy. Đấy, tại vì cái chép nó quá nhỏ quý vị, chép nó quá nhỏ, nó nhuyễn nữa, chúng ta mà chỉnh cho nó tơi, hát karaoke là chép nó phải tách bạch nó mới hay.
Đấy, mà khi đưa vào cái quang số chỉnh cho nó tách bạch rồi thì cái chép kia nó chịu không nổi, nó đi liền. Còn cái này là thoải mái nha, bao chỉnh luôn. Đấy, hàng xịn sò. Tiếng thì cũng rất là hay vậy. 1 2 3 4. Alo. 1 2 1 2. Ở đây cái micro không dây thì em vẫn có, vậy nhưng mà thường em sẽ hát bằng cái micro có dây này ha, vì cái tiếng trung thực. Đấy, dòng nhạc nếu mà bolero hay là acoustic như vậy hát dòng hát micro có dây tiếng rất là trung thực. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mức giá thành nó rất là hợp lý. Đấy, như bộ không dây WT8000 cao cấp này thì nó có giá là tới 7,5 triệu nó vì nó gấp tới 7 lần cái cây mic này. Cây mic này giá chỉ 1 triệu thôi. Đấy, gấp 7 lần quý vị. Nhưng mà tiếng hơn không nhiều ha. Nói chung là WT8000 là tiếng nó đã hay hơn những bộ thị trường tầm 10 triệu ở Việt Nam là không có cửa so với những bộ B&B 8000 này rồi. Đấy, tại vì thị trường bên Nhật là nếu bộ này mới thì quý vị mua cũng khoảng 20 triệu rồi. Đấy, rất là cao. Mà hàng này là hàng em đấu giá về luôn ha, đấu giá từ bên Nhật về luôn. Đấy, B&B ha, có chân sạc luôn. Đấy, cục Classic Pro V4000 đấy, con vang AD, tiếng rất là đẹp quý vị. Cả bộ, chọn bộ dàn karaoke rất tuyệt vời. Đô la này thì quý vị chỉ cần đánh cái cục V3000 của em là được rồi. Em còn cái cục V3000 lút nữa quý vị. V3000 ha, đánh là vừa với cái đôi này luôn. Đấy, còn quý vị mà đánh 4000 thì đánh hai đôi. Tại cục men này thì nó khỏe lắm. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.